Đã quay trở lại kênh của mình xem xe nha các em ơi. Wow, chiếc xe bồn thằng lồng khá bự luôn. Lại là một chiếc xe ben, chạy tốc độ khá là cao đấy cả nhà ơi. Xe tải nhỏ màu xanh nè. Wow, chiếc xe công to quá, to quá, to quá. Xe tải và chiếc xe ô tô đang đua nhau. Xe ben màu trắng, xe giao hàng màu đỏ nha anh em, đó xe của Việt Thịnh. Em thấy xe chợ mía không? Đó. Mấy em nhấn đăng ký kênh liền nha, theo dõi các loại xe chạy trên đường. Quá, wow, chiếc xe công rất là to. Phía trước là một chiếc xe tải đang dừng để xuống xe nè cả nhà. Đó, một chiếc xe tải chạy rất là chậm để qua đường ấy. Xe thì chắc xe chở heo cả nhà. Mấy cây quay ít đẹp lắm. Đó, chiếc công nông chở lúa. Một chiếc xe chở thú đang dừng kìa. Chiếc xe chở mía đã lên đường rồi các em ơi. Xe màu đẹp quá trời quá đất luôn. Wow, một chiếc xe công quá là khổng lồ. Thêm một chiếc xe ba gác nữa chứ. Tiếp theo là một đoàn xe đang vào nè, em thấy chưa? Đó, xe công thì rất là nhanh luôn, xe chở khách luôn.